Sư cho con hỏi, trong A Tỳ Đàm con thấy trong 12 tâm bất thiện thì có tâm si hợp phóng dật là không tạo nghiệp tái sanh. Vì tâm này yếu nhưng còn tâm si hợp hoài nghi thì con không thấy nhắc cụ thể, và nó có khả năng tạo nghiệp tái sanh gì ạ? Ví dụ tài dâm thuộc thân nghiệp và sanh lên từ nhân tham, con cảm ơn sư. Về câu hỏi này xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Đại Đức Hành Đại, kính thưa quý vị, thì trong cái câu hỏi này á, nó có những cái vấn đề sao mà sư sẽ trả lời một cách tuần tự, tại vì nó có những vấn đề mà gọi là nó có hiểu lầm. Có hiểu lầm sao? Thì đầu tiên á, sư sẽ xác nhận cái gì đúng ha, sư nói là đúng, cái gì sai, cái gì mà cần chỉnh sửa lại sư nói cần chỉnh sửa. Thì đầu tiên bạn nói là con thấy trong 12 tâm bất thiện đó, tức là bên phần mà gọi là tâm vương đó, tâm bất thiện đó, có tâm si phóng dật là không tạo nghiệp tái sanh vì tâm này yếu. Bây giờ đầu tiên chúng ta phân tích cái đoạn này cái đã, coi cái này đúng không cái đã. Thì xin thưa quý vị, trong cái tài liệu tâm sở vấn đáp của ngài Chánh Minh á, thì có nói như vậy. Thì trong bốn pháp tâm sở bất thiện, thì riêng nói về phóng dật á, là tuy phóng dật, tuy là cái tâm sở phóng dật á, khiến cho cùng các tâm sở đồng sanh phải tán loạn, nhưng nó không dẫn chúng sanh rơi vào khổ cảnh vì đặc tính phóng dật không an trú và vững trong cảnh. Ví như vừa trồng lại nhổ lên thì không thể một rễ, do đó tâm si họ phóng dật á, thì không cho tâm quả làm việc tục sinh. Thì cái này đúng không? Tục sinh tức là tái sanh đó. Cho nên cái vế là đầu là đúng, sự là công nhận là ở đây là đúng, có nghĩa là có nghiên cứu đúng, vậy cũng tán thán cái vị này con đọc qua. Rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp cái vế thứ hai. Thì bạn hỏi tiếp là nhưng còn tâm si học hoài nghi thì con không thấy nhắc cụ thể, và nó có khả năng tạo nghiệp tái sanh gì ạ? Thì xin thưa quý vị, thì đến thời điểm này sư nghiên cứu một số tài liệu, thì trong tài liệu của ngài Sakkamma Chutika, tức nếu mà nói là ai học ai thì đàm nói thì ngài Sakkamma Chutika là chắc cũng không lại, nghĩa là bậc thầy, còn luận sư vi pháp là thầy của ngài Tịnh Sự. Thưa vị, ngài Tịnh Sự là thầy của ngài Tịnh Sự, mà ngài Tịnh Sự tức là vị thầy vị tổ mà đem tạng vi diệu pháp về Việt Nam. Thưa vị, học bên Thái đem về Việt Nam đó. Thì trong tài liệu của ngài Sakkamma Chutika đó, gọi là trong cuốn tiểu học đó, thì có một đoạn sư nô xin trích nguyên văn là như vậy. Tại vấn đề này á, vấn đề mà thì đàm thưa vị rất là nhạy cảm, tại vì quý vị biết rồi đó, vi diệu pháp là khi mà người học có đưa đến trí tuệ tột độ, có nghĩa là phước báo rất là lớn. Cho nên đó là khi mà trả lời những vấn đề này, sư chỉ trích nguyên văn thôi, càng ngày nói sao sư nói như vậy. Chứ ở đây là sư nhấn mạnh nha, sư không có nói theo ý sư nha. Còn quý vị muốn xem, muốn nghe cái clip này xong đó, rồi muốn tìm cái tài liệu đó, cứ tìm trong tài liệu tiểu học, diệu pháp lý học, cuốn tiểu học đó, của ngài Sakkamma Chutika, xem lời của sư đúng không. Chứ đây sư nhấn mạnh là sư không trả lời theo ý sư nha. Thì bây giờ chúng ta xem ngài trả lời về vấn đề mà tâm hợp, tâm si mà hoài nghi á, thì nó có khả năng tạo nghiệp không, thì ngài nói gì. Xin sư quý vị, là ngài nói như vậy. Thông thường những phàm phu không có thiền á, nghĩa là những phàm phu mà không tu thiền á, thì dục ái triền là sao? Tức là cái trong năm cái triền cái, thưa quý vị, là cái gọi là cái dục á, cái tham dục, mình gọi là tham dục á. Hay dùng từ Hán Việt cổ cho nên là cũng hơi khó. Thì cái tham dục cái ắt căn là bình thường. Và nếu người hành theo ác pháp, cả ba loại khỏe phẫn triền loại thô. Khỏe phẫn triền loại thô ở đây là tức là cái sân độc triền đó. Tà kiến triền, tức là cái tà kiến đây là mình gọi là nó là cái hoài nghi, thưa quý vị. Và cái đây nè, cái hoài nghi triền đó, có nghĩa là nói ba cái nè, sân ba cái chứng ngại nè, là khỏe phẫn triền, tức là sân độc triền, sân độc cái đó, và tà kiến, cái chứng ngại tà kiến nè, và cái hoài nghi triền nè, cũng có cơ hội căng lên và dẫn người đó đến cõi khổ đó. Cái đoạn đó rất rõ nè, có nghĩa là có cơ hội căng lên là sanh lên đó, dẫn người đó đến cõi khổ. Rồi thêm một đoạn nữa,
là ở đây nói hoài nghi xong đó nha. Còn giới cấm thủ chiền thường không sanh cho một người một cách phổ thông, nhưng nếu hiện bài sự căng lên cho người nào đó thì có thể dẫn người đó đến cõi khổ, cũng giống như vậy, và giới cấm thủ cũng dính luôn. Rồi lại tiếp, nếu người đó hành theo thiện pháp, có nghĩa là đang phân tích về khía cạnh thiện pháp nè, thì khỏe phẫn chiền loại bình thường và ngã mạn chiền, thì hai cái này thôi, chỉ riêng hai cái này thôi, thì cũng có cơ hội căng lên và dẫn người đó đi tái sanh lên nhân loại hay chư thiên. Có nghĩa là nếu một một cái người mà làm thiện mà bị hai cái ngã mạn với cái sân này nè mà nó quấy rối á, thì làm thiện nha thì cũng có hội sanh lên nhân loại chư thiên. Rồi còn một trường hợp này nữa là nếu một người làm thiện mà còn tà kiến với cấm thủ hoài nghi chuyện, thì ngay cả làm thiện cũng không có cơ hội để sanh lên làm nhân loại hay chư thiên đó quý vị. Ở đây tới thời điểm này chắc cũng rõ ha, là có nghĩa là cái sự nguy hiểm mà khi dính vô cái hoài nghi à, nó như vậy đó. Rồi lại còn vấn đề này nữa là sư đã giải quyết xong vấn đề mà gọi là học tâm si học hoài nghi ha, là nó có khả năng tái sanh gì đó là rõ ha. Còn ở đây quý vị là ví dụ như vậy, ví dụ tà dâm thuộc thân thân nghiệp sanh lên từ nhân tham, thì cái này là quý vị thiếu nghe, vị thiếu nha. Cái tà dâm á mà thuộc thân nghiệp bắt thì đúng, nhưng mà nó phải không phải sanh lên từ nhân tham quý vị, mà tà dâm ở trong cái này sư nói cái này là ở trong chú giải của bài kinh Chánh Chi Kiến trong Nhân Kiến, thì có nói rất là rõ là tà dâm có hai căn bất thiện là do mãnh lực của tham và si nha, chứ không phải tham không nha, do tham và si đó. Cho nên là cái khúc cuối á, cho nên quý vị cần phải chỉnh sửa lại, chứ không phải là cái tà dâm mà sanh lên chỉ là tham đâu. Thì tiên sư nghĩ tới đây cũng khá đầy đủ rồi, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và xin tri ân đại đức Tuệ Tường đã trả lời rất là đầy đủ, cho nên là sư không có bổ sung gì thêm, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.